VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Được đánh giá là chiếc micro số 1 trong mức giá từ 5 triệu trở lại. Chiếc micro Variety FE55 đã được rất nhiều khách hàng từ VDA quan tâm trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay thì VDA sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về chiếc micro này để xem nó có điều gì đặc biệt mà có thể thu hút đến vậy các bạn nhé. Với kiểu dáng được thiết kế thon gọn nhằm giúp người sử dụng có thể cầm một cách thoải mái nhất, được phủ thêm lớp sơn chống xước và bạc màu, Micro Variety SE55 chứng minh sự tuyệt vời của mình từ những điều nhỏ nhặt. Phần đầu micro được làm từ hợp kim nhôm chống rỉ sét, không chỉ giữ vững tính thẩm mỹ qua thời gian mà còn tăng độ bền, phòng những tình huống micro bị rơi vỡ hay va đập. Bộ phận đầu phát của sản phẩm cũng được chăm chút kỹ càng về mọi mặt, tạo hình vuông vức cùng lớp vỏ hợp kim nhôm cao cấp bên ngoài, làm toát lên những đường nét chắc chắn và mạnh mẽ. Các nút điều chỉnh được phân bố hợp lý, giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng. Điểm nhấn ở mặt trước chính là màn hình LCD hiển thị tần số của micro. Mặt sau của đầu phát trang bị các cổng kết nối để bạn có thể cắm thiết bị thu phát tín hiệu. Nói về chất lượng âm thanh, SE55 cho chất âm rõ ràng và chân thực, giữ nguyên vẹn giọng hát của người sử dụng. Thêm vào đó, được tích hợp các công nghệ tiên tiến, bạn có thể thả sức ca hát, thậm chí là quẩy ở gần loa mà không lo hiện tượng hú rè như những micro thông thường khác. Chưa kể đến khả năng lọc và triệt tiêu tạp âm siêu đỉnh, giúp loại bỏ đi mọi tiếng ồn của môi trường xung quanh. Điểm nổi bật nhất của Variety SE55 đó là khả năng cảm biến thông minh, tự ngắt tín hiệu khi không nhận được tín hiệu âm thanh. Và chỉ cần bạn nhấc micro lên là có thể hát ngay lập tức mà không cần phải bật nguồn. Mặc dù là một sản phẩm cao cấp, nhưng micro Variety SE55 cũng có những nhược điểm nhất định của mình. Đầu tiên đó là việc thiếu đi khả năng hỗ trợ giọng, khiến cho chiếc mic này chỉ phù hợp với những ai có chất giọng tốt. Thứ hai, đó là SE55 thiên về hỗ trợ chất âm cho nhạc trẻ sôi động hơn là những bản nhạc trữ tình. Điều này sẽ khiến cho các fan của dòng nhạc nhẹ có đôi chút hụt hẫng khi so sánh chất giọng với những bản nhạc sôi động. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì chiếc micro Variety SE55 này hoàn toàn xứng đáng với vị thế dòng micro cao cấp của nó. Sản phẩm hiện tại đang được bán rộng rãi trên thị trường với giá là 5.500.000 đồng. Nhưng tại VDA, bạn có thể sở hữu chiếc micro cực xịn này chỉ với giá 4.800.000 đồng mà lại nhận được vô vàn những quà tặng hấp dẫn, bao gồm dịch vụ cân chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500.000 đồng, cẩm nang VDA trị giá 300.000 đồng và bộ phụ kiện chống lăng micro trị giá 100.000 đồng. Nếu bạn muốn trải nghiệm miễn phí dòng micro Variety SE55 này thì tại sao các bạn không nhanh chân lên mà đến ngay showroom gần nhất của VDA để được trải nghiệm sản phẩm trên, và đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn. Nào, đừng ngần ngại gì nữa mà không nhấc máy lên, gọi ngay cho số hotline 0902 799 186 để được phục vụ và tư vấn về sản phẩm nhanh nhất các bạn nhé.